Hello các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Thì hôm nay là một ngày mà mình sẽ được làm diễn viên, nói dần diễn viên. Ok, thì nói diễn viên cho vui thôi chứ mà thực ra là hôm nay mình sẽ đi diễn kịch anh em ạ. Đấy, kịch này là kịch bản là do chính mình viết, thì cũng dựa trên những cái hiện thực của cuộc sống và phản ánh những cái vấn đề trong xã hội hiện nay, đặc biệt là bạo hành gia đình và lạm dụng tình dục trẻ em. Thì tác phẩm của mình mang tên là Cha Dượng và người đóng Cha Dượng đó là mình, nhân vật chính là Cha Dượng. Ok, thì trước khi vào diễn thì mọi người đã đi làm mọi công tác chuẩn bị và đi cải trang hết rồi. Đấy, và bây giờ mình sẽ cải trang râu ria vẽ râu lên, mặc đồ cải trang, trang điểm các kiểu. Đấy, ok, và không để dài dòng nữa thì mình hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn cũng như là mọi người về tác phẩm kịch bản Cha Dượng do chính mình viết. Ok, đều số báo danh nhá anh em ạ. Đây, và anh em tôi đang làm công tác chuẩn bị. Đấy, anh em tôi làm mọi công tác chuẩn bị lều trại. Đấy, phải có giường nhá, có giường cho Cha Dượng rồi cho nó hoành tráng chứ không Cha Dượng mạnh bạo lắm đúng không. Đấy, bằng tre, tất cả bằng tre nha em ạ. Thì đây cũng diễn kịch nên cải trang với lại là làm cho nó có hình thức thôi. Ok, tất cả diễn trên một sân khấu mà. Này làm, này mình sẽ làm Cha Dượng, nghĩ đến Cha Dượng rồi mẹ hào hứng. Ok, yeah. Thì bây giờ mình sẽ dành thời gian là đi tia gái nhỉ. Đấy, tia gái chứ không mà mẹ đóng xong cảnh này đi tù mẹ, sau khi làm Cha Dượng đi tù mất mẹ buồn rồi. Đấy, và mình sẽ đi tia gái, chỗ nào gái đẹp mình đi tia. Ok, yeah. Đấy, đây các bạn, đây là nhân vật nữ chính của chương trình mà chúng ta làm hôm nay. Đây là con gái của cha đấy. Và bên cạnh đó có rất nhiều bạn nữ ở đây rất xinh đẹp, mặc đồ đồng bào rất là chi đấy các bạn. Đấy, và bây giờ mình sẽ cải trang nha anh em, mình sẽ cải trang thành một nhân vật là Cha Dượng. Ok, mình sẽ cải trang ngay. Yeah. À, đấy, giống cho anh em mình cải trang khổ lắm, cải trang mấy tiếng hồ thành mới được một cái hóa trang thành những nhân vật như này. Đấy, lại bảo không giống đi. Đùa các bạn chứ, mình cải trang sơ sơ thôi, nó nữa lên thì còn thêm các đạo cụ nữa là sẽ giống thôi. Đấy, như kiểu như điếu cày, mũ cối các kiểu. Đấy, và cái áo này là cái áo mà Cha Dượng dùng để đi lao động. Rồi, và ngoài ra nó dùng để các bạn hiểu ý mình nhá, nhẹ. Kính thưa tập thể quý vị đại biểu, quý ban giám khảo cùng quý vị và các bạn, đơn vị Sơn Long của chúng tôi hôm nay đến đây với một tiết mục kịch phim với tựa đề Cha Dượng, kịch bản bởi An Tây Trần Giang, với các diễn viên trong phim: Mỹ Hậu trong vai con gái Bé Đậu, Quốc Vân trong vai mẹ Bé Đậu, Trần Giang trong vai Cha Dượng, Kim Nguyệt trong vai bà hàng xóm, Thu Diễm trong vai cán bộ phụ nữ, Văn Lâu trong vai công an, cùng một số diễn viên khác. Thì tiểu phẩm của tôi xin được phép bắt đầu. Hôm nay
nay thứ bảy ngày 8 tháng 6, chương trình chào buổi sáng của Đài Truyền hình Vĩnh Long. Đi nhanh là tán ơi. Ôi, cho tôi chút chị ơi. Quốc hội thảo luận tại hội trường về dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật kiểm toán nhà nước. Để giao dịch của Tổng quốc về an ninh đối ngoại. Lễ trao giải thưởng Tổ quốc về công lao năm 2018. Con là mấy bà đi chúc cho tôi nha. Đại biểu chị Sáu ơi. Rồi. Theo lộ trình. Nguy cơ tàu cá nằm bờ do thay đổi chính sách. Bé ơi. Bé. Cô gái bây giờ lớn nhanh thật. Đẹp gái như mẹ nó hồi xưa vậy đó. Dạ đi con, dạ đi. Cương, dạ đi, cha con mình là Cương, cha con đi làm nè. Dạ, dạ. Mẹ đi làm rồi hả cha? Ừ, mẹ đi làm rồi. Thôi thì con mình ăn cơm đi. Con nấu cơm rồi à? Thôi hai cho con mình nhận cơm đi. Dạ.
con đi tắm xong lát con vô ăn xong. Đi ăn luôn đi. Thôi con tắm cho trời nóng lòng cách chiều con đi học nữa. Đem nhé. Dạ. Hả?
mày. Mày giật áo tao. Mày đừng sợ. Quả thật là đóng vai trà rượu mệt cực kỳ anh em ạ. Mệt mệt. Chắc có vẻ gió hơi ồn anh em ạ, đúng không? Thì... lặng gió cho bố nói chuyện à. Ok. Thì khá là mệt, hiếp dâm lắm, phải mệt. Mệt cực kỳ mệt. Ok. Thì trong cái tiểu phẩm vừa rồi thì có rất nhiều cái sự khác biệt, bởi vì ở nhà tập một đường thì diễn đằng nào cũng xảy ra một số chuyện đấy, đặc biệt là vấn đề âm thanh kỹ thuật nó hơi bị trục trặc về vấn đề kỹ thuật chút, nhưng mà
không sao, ok. Thì sau khi sau đó mình đã hoàn thành được cái vai diễn của mình, chai rượu, mệt quá, thôi bây giờ mình đi nghỉ đây, yeah.